Chào mừng các bạn đến với DTS Esports TV để xem hôm nay chúng ta có gì nào. Những điều thú vị trong truyền thuyết của các vị tướng Liên minh Huyền thoại. Zanna không giống như người hàng xóm Pindover, gần như bị ám ảnh bởi công nghệ. Zaun là một thành phố đầy rẫy những sự lạm dụng của phép thuật. Hãy tưởng tượng những đường phố tràn ngập những vật thể ma thuật bay lượn khắp nơi và bạn sẽ không hiểu Raun như thế nào. Thế nên, dù là một cô bé khá ngây thơ, Zanna cũng đã sớm làm quen với phép thuật khi mới lớn lên tại đây. Tuy nhiên, do tiếp xúc với ma thuật thuần túy, Zanna đã bị biến đổi bản thân mình để trở thành một bản thể khác của phép thuật. Một thế lực mạnh hơn tất cả những gì chúng ta từng biết tại Runeterra đã thay đổi Zanna, khiến một cô gái xinh đẹp và vô lo trước kia lại trở thành người đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu ma thuật học. Một bộ môn khoa học với mục đích thuần hóa những phép thuật mạnh mẽ nhất, kiểm soát nó và sử dụng cho mục đích riêng của mình. Zanna đã nhìn thấy những gì phép thuật để lại trên cơ thể cô, cũng như dân chúng ở xứ Raun. Vậy những tham vọng nắm giữ tất cả phép thuật trên thế giới của cô có phải là quyết định chính xác? Zavan đệ tứ khá nhiều giả thuyết xung quanh vị tướng này. Một trong số đó là tin đồn hắn là bản sao của Lập Long, có vẻ khá ảo nên chúng ta tạm bỏ qua điều này. Sự thật thì chúng ta biết được Zavan đệ tứ đã từng bị quân đội Noxus bắt giữ và chỉ có thể trở lại sau một cuộc giải cứu đậm chất anh hùng của Garen và đội tiên phong bất khuất của anh ta. Sự việc này diễn ra nhiều năm sau trận đánh nổi tiếng giữa quân đoàn Demacia và Noxus do Swain lãnh đạo tại The Kratoska. Trong truyền thuyết của Zavan đệ tứ có nhắc đến việc bị cầm tù, anh đã thay đổi và bị ám ảnh bởi ý thức chuộc tội. Có khả năng quân đội Noxus đã tra tấn chàng hoàng tử rất khủng khiếp, khiến thái độ của anh thay đổi rất đáng kể. Cũng giống như những chiến binh ngày nào đã mất đi những khao khát chiến tranh trước đây. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là Zavan sau khi được giải thoát không lui về ở ẩn, mà anh đã trở lên mạnh mẽ hơn, nhất là chiến dịch kéo dài hơn 2 năm ở vách ngăn vĩ đại. Zavan khôn ngoan và trưởng thành hơn. Điều khiến chúng ta thắc mắc, Zavan đã đi đến nơi nào, Utistan hoặc thậm chí là Ikatia. Dù vậy, không loại trừ khả năng Zavan đệ tứ đang là một con rối của phe Noxus. Vì với truyền thống tàn bạo của mình, họ sẽ không chỉ tra tấn mà có thể tẩy não cả chàng hoàng tử. Swain là một kẻ mưu mô và hắn biết cách tận dụng ma thuật hắc ám của mình để thực hiện những gì có lợi nhất trong trận chiến. Giặc giỏi võ, sử dụng một vũ khí kỳ lạ cộng thêm chiếc mặt nạ che kín khá dị và tư thế di chuyển gù gù, không nghi ngờ gì nữa, rất chính là ninja rùa. Jay dù là một nhà khoa học nhưng Jay vẫn rất đẹp trai và là một người bảo vệ công lý. Cuộc tấn công của anh ta nhằm vào phòng thí nghiệm của Victor để lấy lại khối thủy tinh ma thuật đã không được nhà cầm quyền, những người mơ mộng kết hợp phép thuật với những sản phẩm công nghệ của Victor. Thế nên dù là một anh hùng, Jay vẫn thường xuyên gặp những vấn đề về nhà cầm quyền. Cũng có thể xem Jay chính là người rơi của thành phố Pindover, nơi anh đang sinh sống. Jin, trong lúc nhiều người vẫn thắc mắc về xuất xứ của Jin, có một câu hỏi tốt hơn là làm thế nào để Jin có được những khẩu súng của cô ta. Với lực lượng thực thi pháp luật đông đảo, súng ống không phải là thứ cô có thể tìm thấy dễ dàng như đi chợ tại Pindover. Thêm vào đó, Jin cũng không hề khá giả để có thể mua được hàng loạt súng đạn như thế kia. Rất có khả năng một mạnh thường quân nào đó đứng sau Jin, hoặc là tất cả súng ống, tên lửa của cô đều do một tay Jin tự tạo ra bằng các bộ phận bị đánh cắp. Có lẽ ham muốn tạo nên một thứ vũ khí hủy diệt đã khiến Jin xa lầy với tội phạm và dần dần dẫn đến loạn trí. Tất nhiên, ở đâu có phá hoại, ở đó có Jin cùng khẩu súng phóng lựu xương cá của cô ta. Kalita. Kalita có lẽ là một chiến binh huyền thoại của đế chế Ikatia từ xa xưa. Trang phục của cô ta có phong cách khá tương đồng với Surima cổ đại, ngụ ý rằng Kalita có lẽ cũng đến từ vùng đất phía nam của vách ngăn vĩ đại. Tuy nhiên, dù quá khứ có vẻ vang đến đâu thì hiện tại Kalita vẫn chỉ là một linh hồn tràn ngập những tức giận và khao khát trả thù. Kalita có vẻ như đang làm nhiệm vụ giống Hecarim, thu thập những linh hồn binh sĩ vào trong cơ thể của mình để xây dựng một đạo quân hùng mạnh cho quần đảo bóng đêm. Với mục đích tiêu diệt tất cả những sinh vật sống, Kalita sẽ báo thù những kẻ phản bội cô ta và sẽ khiến chúng tự nguyện từ giá cuộc sống để bước chân vào hàng ngũ của cái chết. Kama. Quê nhà của Kama hiện tại đang nằm dưới sự kiểm soát của Noxus, trong khi cô phải lưu lạc và ẩn náu tại thủ đô Ionia. Kama sinh ra tại Novori, nhưng không gia nhập vào quân đội kháng chiến của đất nước. Kama theo trường phái trung lập, không cùng chiến đấu với những người nổi dậy chống lại chính quyền Noxus.
cũng không đi theo các tu sĩ, chọn con đường đấu tranh bất bạo động. Kama chỉ đơn giản là đứng giữa, không có bạn bè, nhưng thế lực của cô vẫn đủ lớn để cung cấp đủ đồng minh, giúp cô có thể sống và nghiên cứu sức mạnh tiềm ẩn của mình một cách an toàn. Cathert là một ví dụ điển hình của việc đi theo tiếng gọi của cái chết tại quần đảo bóng đêm. Hắn ta không chủ đích phá hủy cuộc sống, mà ngược lại, muốn chuyển hóa cuộc sống của mình trở thành một dạng bất tử. Trong phần lớn cuộc đời của mình, Cathert đã nghiên cứu về cái chết, đặc biệt là những khoảnh khắc khi cơ thể đã nguội lạnh, nhưng linh hồn vẫn còn hiện diện. Có thể phỏng đoán, khi còn sống, Cathert đã là một gã lập dị, im lặng và cô đơn. Nhưng khi chết đi, hắn ta trở nên khá ồn ào với khúc cầu hồn của mình. Hắn ta bị mê hoặc bởi cuộc sống vĩnh hằng của bóng ma, những người đã khuất tại quần đảo bóng đêm. Và khi đã trở thành một xác sống, hắn ta đang cố gắng để thực hiện những gì mình nghiên cứu trên toàn thế giới loài người. Cassadin, trong trường hợp của Manjaha, hắn ta có thể lao vào thao túng một vài phần tử của hư không, một khái niệm về vật chất hoặc phản vật chất, để phục vụ cho mục đích riêng. Với Cassadin, dường như hắn và hư không đã hòa làm một, và bộ áo giáp chính là chìa khóa cho sự sống của hắn. Manjaha chưa từng đặt chân vào hư không, nhưng Cassadin đã đến được, thậm chí thoát ra khỏi nơi đó. Một điểm thú vị khác là Manjaha có vẻ như rất thoải mái với sức mạnh của mình, trong khi Cassadin phải đau đớn chịu đựng nó. Hãy để ý đến tiếng thở của hắn mà xem. Những sinh vật khác của hư không, Chorgas, cũng không có năng lực phản vật chất như Manjaha hay Cassadin. Thế nên, chúng ta chỉ có thể suy đoán về những lữ khách hư không đã trải qua, cũng như quyền năng vô tận của nhân vật này. Katarina, ảnh hưởng rất lớn từ cha của mình. Khi lớn lên, cô nàng từ bỏ việc theo học tại các trường lớp chính thống để theo đuổi con đường sát thủ như cha cô. Kalita cũng không tỏ ra mạnh mẽ để có thể trở thành một vị tướng, và nhiều khả năng chính cô sẽ là người kế thừa cha cô để đảm nhận một vị trí trong hội đồng tối cao của Noxus. Vấn đề duy nhất của Katarina là vì không theo một trường lớp chính thống, cô nàng tỏ ra yếu kém trong việc đưa ra chiến lược, dẫn đến một cơ hội thất bại được ghi nhận trong hồ sơ của cô. Cho đến nay, theo như chúng ta được biết, Katarina vẫn chưa biết được vì sao cha cô lại biến mất, cũng như vẫn chưa được thừa hưởng bất kỳ chức vụ gì từ phía cha cô. Kata nghi ngờ chính sự quên là người đã nhúng tay vào sự mất tích này, cũng như cái chết của Boram Darkin, nhưng không có cách nào để có thể chứng minh được điều đó. Về phần gia đình, có vẻ mối quan hệ giữa cô và người chị em Kasovia cũng không tốt đẹp gì mấy. Kaylee là một thiên thần bất tử sống trong thế giới của loài người, khác với người chị em xa ngã của mình. Kaylee không thích lộ diện, dù bất cứ thiên thần nào cũng có gương mặt xinh đẹp. Lý do đơn giản, sắc đẹp có khả năng gây sao lãng hiện thân của công lý. Nhưng có một lý do khá sâu sắc hơn, Kaylee rất sợ phải đối diện với sự phán xét của chính bản thân mình, sợ gặp lại những người mà chính cô đã phán xét họ. Em gái của cô, Morgana, là người Kaylee yêu quý hơn bao giờ hết, nhưng bi kịch đã thay Kaylee lại không thể làm gì khi Morgana đã bị sa ngã. Điều này đã khiến Kaylee ngày càng trở nên mệt mỏi, cũng như dày vò giữa tình chị em và thanh gươm công lý của cô. Trên con đường chạy theo Morgana, liệu Kaylee có thể hoàn thành tâm nguyện là cứu rỗi thành công người chị em của mình, hay sẽ gia nhập cùng cô ta nếu một ngày Kaylee không còn giữ được kiên nhẫn? Cogmo là một sinh vật nhỏ bé, tưởng chừng như vô hại, bị triệu tập tới Valorant từ một giọng nói, cùng một giọng nói đã kêu gọi Manjaha. Điều này khiến chúng ta nghi ngờ có một sự can thiệp nào đó từ thế giới khác, kêu gọi các sinh vật từ hư không đến vùng đất của loài người. Hay nói cách khác, một người bí ẩn đã mở lối đến những nhân vật có nguồn gốc từ hư không xuất hiện trên chiến trường công lý. Về phần Cogmo, hắn ta vẫn là một đứa trẻ và gần như không bao giờ thỏa mãn cơn đói của mình. Có lẽ tuyến nước bọt chứa quá nhiều axit đã khiến Cogmo lâm vào tình trạng này. Nhưng cũng có thể như đôi mắt của Manjaha, sức mạnh của hư không đã xâm nhập vào cơ thể của Cogmo và buộc hắn phải ăn để kiểm soát sức mạnh đó, để ngăn cản nó bùng nổ ra khỏi cơ thể của mình. Bạn có nhớ nội tại của Cogmo khi bị tiêu diệt không? Lập lòng,
cũng giống như Sir Win, là một trong những người bị ghét nhất tại Northern. Vì leo lên nắm quyền lực sau cuộc chiến tranh cổ ngữ, mục tiêu của cô là khôi phục quyền lực của hội Hoa Hồng Đen trước đây, và rõ ràng là Lập Lăng đã liên kết với Sir Win. Nhiều lời đồn cho rằng Lập Lăng trẻ mãi không già, vì cô ta sử dụng những chiếc bóng ma thuật để kéo dài sự sống, như đại tướng Boram Dakin đã từng làm. Hoặc cô sở hữu một phép thuật hắc ám nào đó. Dù thế nào đi nữa thì gần như không ai có thể nhận ra bản thể thật sự của Lập Lăng. Tuy nhiên, cũng phải nhớ rằng chính quân đội Nelson là những người đã kéo ngã quyền lực của hội Hoàng Đen trước đây. Thế nên, với mục tiêu mở rộng quyền lực Nelson thông qua sức mạnh quân sự, Sir Win có vẻ thật sự không gắn bó với Lập Lăng trong thời gian lâu dài. Tất nhiên, mệnh danh là kẻ dối lừa, Lập Lăng ý thức rõ được điều đó. Lee Sin, có thể bạn chưa biết, nhưng trong phần lớn quãng đời của mình, Lee Sin không phải là một chiến binh, mà là một pháp sư. Chỉ sau khi phạm sai lầm với pháp thuật đã dẫn đến cái chết của người khác, Lee Sin mới buộc mình phải chuộc tội bằng cách rời xa phép thuật và tự giam mình vào bóng tối. Thông thường, các nhà sư thường chuộc tội thông qua sự giác ngộ về mặt tinh thần, từ bỏ ham muốn trần tục và làm những điều tốt. Nhưng Lee Sin, anh ta đã trở thành một trong những chiến binh đắc lực của Ionia. Rõ ràng là có điều gì uẩn khúc ở đây. Khi Lee Sin không thể buông tất cả để thật sự tịnh tâm, có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn của mình, Lee Sin vẫn còn giữ một chút tham vọng quyền lực từ trước đến nay. Và theo thuyết âm mưu thì nhà sư chỉ là chiếc mặt nạ che giấu điều này. Vậy cuối cùng Lee Sin đã được khai sáng hay một lần nữa tìm về với quỷ dữ Leona? Leona tự nhận mình là người bảo vệ, nhưng chớ trêu thay, cô đã không có mặt để bảo vệ đồng đội và những người thân của mình trong cuộc thảm sát tại đền thờ thần mặt trời. Đây có thể xem là thất bại lớn nhất trong cuộc đời của cô. Xét về nguồn gốc, Leona thuộc tộc Rakor, tương tự như Pantheon. Sau cuộc tấn công của Diana, người Rakor đã mất đi đền thờ và tôn giáo thiêng liêng điều nuôi giữ tham vọng của họ trong những cuộc trinh phạt. Khi hội Solari sụp đổ, nhiều khả năng người Rakor sẽ quay trở lại với quỷ nguyên chiến tranh, tiến hành xâm lược các quốc gia xung quanh như Demacia hay Surima mới. Sau sự trở lại của Aegir, Leona chắc chắn sẽ phải nhận lấy trách nhiệm ngăn cản điều này, làm nguội những cái đầu nóng trong dân chúng để tránh đưa nền văn minh Dracor đi đến bờ hủy diệt. Lysandra, trong truyền thuyết được lưu lại bởi bộ tộc băng vệ trước đây Ferelioi, là một vùng đất băng giá rộng lớn hơn rất nhiều so với hiện tại, trải dài đến tận phía nam xa xôi. Có lẽ đó là kết quả của ma thuật trong tay Lysandra. Rõ ràng nữ phù thủy băng đã phải làm rất nhiều việc để có thể xây dựng một đội quân băng vệ cho riêng mình, nhưng cho đến nay vẫn chưa một lần sử dụng và chúng ta hầu như không biết gì về chúng. Lysandra cũng đang lãnh đạo một đội quân quỷ khổng lồ Tron với tay sai Chunder. Một cuộc chiến lớn trong tương lai là điều không thể tránh khỏi, tất cả chỉ còn chờ hiệu lệnh của Lysandra, cũng như những thủ đoạn của cô ta sử dụng để làm suy yếu thực lực đối phương chính tại Freyrioi. As Lucian, câu chuyện của Lucian có thể được xem là lời tuyên chiến của Demacia với quần đảo bóng đêm. Không giống như bên, Lucian có cách hành động của riêng mình, không phải là một nhánh của quân đội, nhưng cũng đủ để nói cho cả thế giới biết rằng Demacia không hề thích quần đảo bóng đêm và nghiêm túc cho rằng đó là một nguy cơ trong tương lai. Có một số lý do để giải thích cho điều này. Demacia đã nghiên cứu những loại vũ khí mang sức mạnh cổ ngữ từ rất lâu đời, trong thời đại mà phép thuật chủ yếu được phát triển và sử dụng để chống lại những kẻ đã chết. Bộ súng của Lucian là một trong số đó, và chúng đã giúp ích cho anh rất nhiều trong việc đánh bại kẻ thù của mình và trên con đường tìm lại linh hồn của người vợ yêu dấu. Lulu, sự tồn tại của Pick đại diện cho loài tiên tí hon, là một trong những điều ví dụ chứng minh rằng thế giới của Runeterra huyền ảo hơn rất nhiều so với những gì chúng ta từng biết về pháp thuật và khoa học. Nói cách khác, không giống như vùng đất phía nam của vách ngăn vĩ đại, những vùng phía bắc có vẻ ẩn chứa nhiều điều huyền ảo hơn và giữ được sự hoang sơ từ thời cổ đại. Lulu, trong quá trình tìm kiếm phép thuật, đã đi khỏi thành phố Banner của tộc Sodder, tìm đến nơi có Pick và những tiên tí hon khác. Với tính cách của một pháp sư, chắc chắn Lulu sẽ không dừng lại tại đây. Và nếu bạn không thể tìm tới cô ta ở bất kỳ thành phố nào, thì có thể đoán được Lulu đang du ngoạn ở đâu đấy.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên like, subscribe để ủng hộ channel và nhận được những video mới nhất. À, còn một điều nữa, nếu bạn nào rảnh thì vào link Facebook bên dưới phần mô tả kết bạn với mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất.